tài 300 tỷ của sư Thích Thanh Toàn bao gồm tài sản gì? Liên quan đến vụ Đại Đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng, sinh năm 1976, quê Quảng Trị, người vướng nghi vấn gạ nữ phóng viên. Sáng ngày 7 tháng 10, Đại Đức Thích Tâm Vượng, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tại cuộc họp ngày 5 tháng 9 vừa qua, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận liên quan đến vụ việc. Kết luận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, trước sự thành tâm sám hối, Đại Tăng tại phiên họp, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận theo nguyện vọng xin xả giới, hoàn tục tại tờ trình của Đại Đức Thích Thanh Toàn. Đáng chú ý, trong clip, sư Thích Thanh Toàn cho biết, ông có tài sản trị giá khoảng 200 đến 300 tỷ đồng và có thể lấy vợ khi hoàn tục. Cụ thể, mở đầu clip, sư Thích Thanh Toàn khoe mình có nhiều tài sản có giá trị, ước tính số đó khoảng 200 đến 300 tỷ. Bây giờ, con xin quý ngài là trang trại, con quá lớn, tượng pháp quá lớn, bây giờ mình bán cho ai và chuyển như thế nào? Con cũng có nhiều chỗ ở, chứ không phải một chỗ. Con chùa 800m2, ấy các ngài sao cũng được, nhưng tài sản của con là con nguyện giữ lại. Con mua không làm gì cả, chỉ làm để nuôi các cháu ăn học, các người trong bệnh viện. Con xin các ngài giúp cho con cái đấy thôi. Nếu tính tài sản thì khoảng 200 đến 300 tỷ đấy, sư Thích Thanh Toàn cho hay. Sư Thích Thanh Toàn cũng cảm thấy mình có lỗi và muốn được sám hối. Lâu nay con làm tổn thất oai đức của các ngài thì con sám hối suốt đời không hết. Nhưng nói thật với quý ngài, tất cả là cạm bẫy. Nếu mình tránh cạm bẫy này sẽ có cạm bẫy khác, sư Thích Thanh Toàn phân trần. Bên cạnh đó, sư Thích Thanh Toàn nhắc lại rằng chuyện bị quay cảnh gạ nữ phóng viên là do mắc bẫy và tuyên bố nếu mình có thể cưới vợ, ăn chơi thoải mái sau khi hoàn tục mà không sợ gì cả. Đây là một cạm bẫy, nhưng không sao cả. Mình làm, mình chịu. Đàn ông không sợ. Nếu muốn lấy vợ thì vẫn thoải mái, không sợ gì cả. Ăn chơi thoải mái, không sợ gì cả. Mặc cái áo cà sa này họ mới chơi, còn bình thường thì không ai nói được. Con nói mình thanh niên mà sợ gì, không sợ bất cứ thế lực nào cả, sư Thích Thanh Toàn khẳng định. Mới đây, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với các thỉnh nguyện xin xả giới hoàn tục và được giữ tài sản thuộc sở hữu cá nhân của Thích Thanh Toàn. Sau khi Sư Toàn bàn giao, chùa Nga Hoàng sẽ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc điều hành cho tới khi có trụ trì mới. Sắp tới, Giáo hội Vĩnh Phúc sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và Thích Thanh Toàn để xác minh nguồn gốc tài sản của ông. Về chuyện này, Đại Đức Thích Tâm Vượng, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ với chúng tôi. Tài sản đối với người tu hành có hai loại. Một là tài sản thuộc cơ sở tôn giáo, hai là tài sản thuộc sở hữu cá nhân. Đành rằng những tài sản mang tên chủ sở hữu là thế danh của Thầy Toàn được Phật tử cúng dường, biếu tặng trong thời gian Thầy Toàn làm trụ trì chùa Nga Hoàng nhưng vẫn phải tuân thủ pháp luật hiện hành. Nếu Phật tử cúng pho tượng ngọc trị giá hàng tỷ đồng cho Thầy Toàn đặt ở chùa Nga Hoàng thì pho tượng vẫn là tài sản của chùa Nga Hoàng, Thầy Toàn không được mang đi. Nhưng nếu Phật tử biếu cho Thầy cái xe máy, ô tô, Thầy Toàn đi đăng ký với thế danh của Thầy thì đó là tài sản cá nhân của Thầy, được pháp luật bảo hộ. Giáo hội không thể thu hồi tài sản thuộc sở hữu cá nhân của Thầy Toàn. Dẫu đất đai có lên tới 2.000 đến 3.000 mét vuông mà không nằm trong sổ đỏ của chùa Nga Hoàng do Thầy Toàn mua bán hợp pháp thì đương nhiên Thầy Toàn được quyền sở hữu. Người ta đã xả giới, ra đời thì người ta cũng cần phải có cái nguồn để sinh sống. Tài sản đó thầy cũng có ăn trộm, ăn cắp đâu.